ở ở New York 25 năm rồi mà đi hát cái bài tôi giảng hoài không ai sửa hết trơn á. Cái bài tôi làm muốn chết à. Chứ nếu mà tôi giảng có năm 2 năm thành Phật hết rồi thì giờ tôi mời đi chi? Cái bài quá trời. Bài đó tôi dọn đó. Mà không phải dọn. Không phải là dọn như nãy là dọn mấy cái rác rưới nhỏ nhỏ mà dọn cái tâm của mình. Bắt ông thầy dọn cái tâm mình hoài luôn á. Có không? Bài quá trời trong tâm. Dọn thầy dọn. Nó có để dọn cái gì nữa. Dọn tâm của mình đi nữa. Mà có ai dọn được đâu, làm ra luôn. Bài hoài. Bài dọn hoài, bài hoài. Nay hỏi cái ý này, mai hỏi ý khác. Là đó là cái mình dọn, nó bài hoài. Bây giờ thấu hết rồi. Chứ tôi ngồi tôi cũng nhìn kinh nghiệm đủ thứ nha. Thật đó. Chính cái kinh nghiệm đó tôi thấy được điều đó. Tôi nói, mà nếu họ tiên bận, tiên hạ mà học bài thì mình lấy gì đó. Mà mình không lấy gì rồi thì làm sao lên đây ngồi nói. Đi hết rồi, thành Phật hết rồi. Tiếng hạ dọn mình mới có chuyện để dẹp. Cứ vô đi, chứ mà tôi tốt nghiệp lâu rồi. Kết luận lại là chúng ta đến đây làm lễ Phật đản để làm mừng ngày Đức Phật đản sanh, vì chúng ta là những người có cái duyên rất là tốt được gặp được Phật pháp, mà Phật pháp không có nghĩa là đem cho người ta một sự sùng kính, mà Phật pháp dạy là người dạy chúng ta cách sống. Cho nên chúng ta đừng tin cái gì mà Đức Phật nói, mà chúng ta hãy làm cái gì và chứng nghiệm được cái lời dạy của Phật. Có hữu ích cho đời sống, có hữu ích cho tâm lý thì chúng ta nên làm. Chứ không phải là chỉ có ca ngợi thôi, cứ lại để được thôi, không có. Đạo Phật không có chủ trương cái đó, Đạo Phật chủ cho chúng ta học, tìm hiểu, thực hành và chiêm nghiệm kết quả. Đó chính là con Phật, đó chính là người đệ tử của Phật biết tu, và chính là cái mục đích của Đức Phật ra. Cho nên nói lại, bây giờ chúng ta chưa phải là người có giá trị, chúng ta hãy tập cho mình có giá trị. Có giá trị bằng cách soi rọi lại chính mình, tìm hiểu lại cái cách sống của mình, tìm hiểu lại cái tâm lý của mình, làm sao cho nó tốt. Giống như nãy thầy nói với mấy bà kia chịu vậy đó, khác nào mình cũng vậy thì cũng soi thôi mà, thì ngày nào mình cũng phải soi lại tâm và hành động. Sau khi soi rõ rồi, mình nên làm tất cả mọi việc hết cho thế gian. Cái gì mình làm được thì cứ nên làm bằng công sức của mình, bằng trí tuệ của mình, bằng lời nói. Cái gì làm tốt được thì cứ làm, không có lỗi đâu. Còn cái gì mà tính cho mình, phải không? Lỗ hết. Cái gì dò chuyên nghiệm là có đúng không? Cái lời nói thầy có chính xác không? Cái gì mình tính cho mình đều lỗ hết. Cho nên ông bà nó có một câu rất là ngạn ngữ, rất là giá trị mọi người. Cho người ta ăn thịt thì còn. Đúng không? Cho nên phải cho hết cho mọi người. Còn hãy tính cho mình không có cái gì được, cũng mất hết. Mà hiện tiền là tâm lý mình không có vui. Mà hiện tiền tâm lý mình nhất mà mình có một sự bé nhỏ tâm lý thì mình cảm thấy đó là gì? Đó là một cái gì mà nó nổi trong lòng mình. Mà nếu nó nổi trong lòng mình, những cái gọi là cái lương tâm mình nó nổi luôn mà mình không chịu sửa thì làm sao mình là con Phật, làm sao thành Phật? Biết chưa? Cho nên nó thẳng với quý vị nha. Sợ nhất là cái tâm, cái lương tâm của mình, vì nó không có tha thứ mình. Lạ lắm. Bữa nay mình lờ nó hoặc là mình cố gắng mình không theo nó thì mai mốt nó cũng trở lại. Một ngày nào nó cũng trở lại, nó xử án mình. Cho nên sợ nhất không phải sợ người ta, mà sợ lương tâm. Mà mọi người đều có một lương tâm hết. Cho nên cái gì mình làm tốt cho mọi người thì mọi người cũng sẽ làm tốt mình.
mọi người sẽ bắt chước mình, mọi người sẽ xa xa cái tốt, cái xấu cũng của họ. Chính điều đó thì cái việc cứ làm điều tốt, nhớ đâu nhớ một câu, nhớ hoài không tính tốt, cứ làm hết việc tốt của mình cho mọi người, càng cho thì càng được mà không bị mất. Chính đó lắm mà là Phật đản. Phật đản ở đâu? Ở trong tâm chính mình. Mình mừng Phật đản có nghĩa là mình tạo cho cái ông Phật trong mình được sanh đời. Chứ không phải là mừng Phật đản nghĩa là mừng ngày ra đời của Đức Phật. Cái gì không? Hiểu được lắm. Đó là chính xác ý nghĩa của Phật đản năm nay mà thầy thông điệp cho quý vị á. Cách sống, cách tu và cách sửa tâm của mình để cho mình được lần lần có cái toàn giác. Nhờ toàn giác đó thì mình sẽ đầy đủ phước báo trong đời sống kiếp này và vô lượng kiếp sau, cũng đồng thời có đầy đủ trí tuệ và trở thành Phật Di Lặc. Đủ gì có gì hỏi không? Cái câu cuối cùng mà thầy viết trong công bằng là tất cả chỉ là Phật. Chứ là Phật không có nghĩa là cái gì. Bữa nay mình làm tốt một chút, mai mình làm tốt một chút, bữa nay mình quán chiếu tâm mình một chút, mai mình quán chiếu thành Phật. Mà khi mình coi tâm mình hoài mà một cái gì mà nó không đúng vậy thì mình sao? Mình thấy cái kỳ kỳ. Giống như mình làm tốt rồi, lâu lâu mình nổi cái tâm bằng tục tạc gì đó hay mình nổi tâm xấu rồi mình biết ngay. Cái tất cả là thói quen. Cho nên giác cũng là thói quen. Bữa nay tập một chút, mai một chút. Toàn giác có được là do sự luyện tập hàng ngày. Chứ không phải là Phật là để mà ngồi dưới gốc Bồ Đề mới thành Phật. Cái gì nhớ câu đó nữa đó. Không phải ngồi dưới Bồ Đề mà phải tĩnh tâm 49 ngày thành Phật, không có. Mà thành Phật hay là toàn giác á là do sự luyện tập hàng ngày. Đức Phật từ luyện tập từ kiếp trước, vô lượng kiếp trước. Rồi bây giờ mới có đầy đủ phước báo. Rồi bây giờ Phật tiếp tục làm nữa. Sống trong cái giác hàng ngày nữa cho nó mới thành Phật. Thì mình cũng bắt trước vậy thôi. Nhớ không? Một bước đi là một bước tới. Mà nếu mình học đi là không tới. Cho nên một ngày mình làm giác là sẽ được toàn. Thì cái chỗ này rất quan trọng. Khi sự quán chiếu thường thục, chúng ta không phải dụng công mà cách sống luôn toàn niệm. Cái gì cũng cách sống quen á. Bây giờ sao trời ơi, con giữ giới khó quá, thầy con trai khó quá. Nếu mà vậy anh trai hoài, con thấy được khó không? Nó thành thói quen. Rồi giờ giữ giới có, nhưng mà mình tự giữ giới mới đầu thấy nó khó chịu. Bây giờ mình không đúng quen rồi, mình là dân, mình là người phàm phu quen rồi. Thành ra mình thấy giữ giới. Nếu mà người mà đã giữ giới rồi thì tao thấy mình giữ giới đâu, thành thói quen. Cho nên không có cái gì là khó hết. Chỉ có cách là mình có bắt trước, có làm hàng ngày thôi. Cho nên tu á là trở lại bản chất tự nhiên. Cái gì nhớ bản chất tự nhiên cái gì? Là sống tốt trong tự nhiên. Chứ còn bây giờ mới tôi khóc làm tốt gì lắm mà thấy mình tốt không à? Có tự nhiên không? Tại vì mình còn cảm thấy mình không tốt. Cho nên mình làm sống tốt hoài tự nhiên mà bốc nó tốt một cách tự nhiên. Không có gò bó, không có tốn công để khổ luyện hết á. Cuối cùng là nếu mà chúng ta tập cho chúng ta thuần thục thì cái nghiệp lực và phiền não không còn cơ hội để quấy nhiễu chúng ta. Được như vậy chính là chúng ta đã tạo ra Phật cho mình. Tạo ra Phật cho mình là Phật đản. Tạo cho mình thành Phật. Đó là cái thông điệp thầy gửi cho quý vị trong ngày Phật đản hôm nay. Uống nước cho thầy. Bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Có gì có hỏi gì nữa không?